Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chính phải làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy. Những sai phạm đã nổi lên trên truyền thông thì gần như không thể che đậy được nữa. Vấn đề là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố thêm tội thứ nhì liên quan đến dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư ở tỉnh này, là dấu hiệu quá rõ đối thủ đang nhắm vào ông chính. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, sẽ không có truy tố ông Thủ tướng, nhưng vấn đề này sẽ là vết đen để đối thủ dùng nó ngăn cản ông Phạm Minh Chính tiến lên, hay chỉ ít cũng cho ông Thủ tướng không còn giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ sau. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đứng trước sự thật không thể che đậy thì cách hay nhất là kéo liên minh để phe mình mạnh lên, làm cho đối thủ không làm gì được. Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là người có mặt trong đảng bộ của ngành công an. Xưa nay, ông Tô Lâm là cánh tay đắc lực trong Tổng thì ai cũng biết. Sự liên kết giữa ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là sự liên kết không thể chia lìa. Tuy nhiên, sự liên kết của ông Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là không rõ nét. Lâu nay, ông Phan Văn Giang dường như vẫn là người luôn muốn né một bên ở các cuộc đấu đá trong vòng tứ trụ của đảng. Người ta ví ông Tổng như đang nắm hai lưỡi gươm của chế độ, tay phải nắm công an và tay trái nắm quân đội. Vì thế mà bên chính phủ, dù có nắm toàn bộ nền kinh tế Việt Nam thì cũng không thể dám vượt mặt quyền Tổng Bí thư. Duy nhất có thời ông Nông Đức Mạnh nắm hai tay hai kiếm, nhưng nắm quá lỏng lẻo nên đã để cho Nguyễn Tân Dũng vượt mặt dễ dàng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người làm chính trị có hạng trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chính có thể nhảy ngang từ trưởng ban tổ chức trung ương bên Đảng sang làm Thủ tướng Chính phủ. Vì thế ông Chính có nhãn quan chính trị rất tốt. Vậy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phải làm gì đây là câu hỏi đang được đặt ra. Có ý kiến thì cho rằng ông Thủ tướng đang muốn giành lấy một thanh kiếm từ tay ông Tổng. Thanh kiếm mà ông Tổng cầm không được chắc chắn cho lắm, đó là Bộ Quốc phòng. Vào ngày 16 tháng 8, các tờ báo đồng loạt đưa tin Viettel muốn tham gia sản xuất và xuất khẩu chip. Điều quan trọng là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đích thân đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đây là hình ảnh tham vọng đến mức hoang tưởng của Viettel. Viettel là đứa con cưng của quân đội, ai cũng hiểu. Viettel không có cửa sản xuất chip vì ngành này thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Tại châu Á, chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là sản xuất được. Trung Quốc cũng đang muốn đầu tư mạnh ngành này, nhưng họ vẫn chưa thể nào theo kịp ba nước kia. Chứ đừng nói gì đến Viettel, một công ty tầm nhỏ trên thế giới và cũng nhỏ so với Trung Quốc. Biết rằng Viettel đã đông là thương hiệu viễn thông trị giá nhất Việt Nam hiện nay, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 ở châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới vào năm 2022. Nhà mạng này đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số là 260 triệu dân tại 3 châu lục. Tuy nhiên, lĩnh vực bán dẫn và công nghệ chip vẫn vượt rất xa tầm với đối với Viettel. Tham vọng này của Viettel được đánh giá sẽ chỉ là trên giấy chứ không đủ tiềm lực để thực hiện. Về tiền thì có thể Viettel không thiếu, nhưng cái thiếu là chất xám, chất lượng cao. Cái thiếu này các nước nghèo như Việt Nam bó tay không thể lấp đầy. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang làm việc với Viettel. Ông Chính làm việc với Viettel để bàn một dự án hoang đường. Vậy ý ông Chính ở đây là gì? Có ý kiến cho rằng ông Chính đang muốn kết nối với cánh quân đội. Ông muốn gần hơn với quân đội và từ đó tước được một thanh kiếm trên tay ông Tổng. Đồng thời, ông cũng có một thanh kiếm mạnh để chiến song phẳng với ông Tổng. Hiện nay, quân đội đang có đến 24 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Một lực lượng rất mạnh, đủ để ông Thủ tướng thách thức mọi thế lực, dù đó là ông Tổng. Đặc biệt, ông Chính khi nắm được những ủy viên này, thì ông Tổng cũng phải ngán, đó là Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, nhưng đang tràn trề cơ hội vào Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đó là cách ông Thủ tướng đang làm.
chỉ có cách làm mạnh lên mới lướt qua hết được những trò gài bẫy của đối thủ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Choáng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bị lộ tấm bằng tiến sĩ giấy, ông Tổng cố tình lơ hay sao? Ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam, có bằng vị tiến sĩ luật và có học hàm phó giáo sư, mặc dù ông này không hề làm thầy giáo. Ở cái học hàm phó giáo sư nói lên một dạng háo danh được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của nhà nước. Nói chung, tấm bằng phó giáo sư trao cho Nguyễn Hòa Bình là trao không đúng người. Như bản tin của Thời báo .d đã đưa tin về trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình đã đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phát hình trực tiếp phiên tòa có thể bị phạt 30 triệu đồng. Đây là cách làm luật với dụng ý che đậy những hành động trà đạp trên pháp luật mong chánh án Tòa Nhân dân tối cao không muốn bị phơi ra cho bàn dân thiên hạ chứng kiến. Đây là hình ảnh đề xuất của Tòa án Nhân dân tối cao. Ngay sau khi ông Nguyễn Hòa Bình có đề xuất cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì phía các chuyên gia cho rằng dự thảo xử phạt nhà báo ghi âm tại phiên tòa mâu thuẫn với luật. Các chuyên gia cho biết dự thảo pháp lệnh xử phạt các nhà báo ghi âm, ghi hình phiên tòa khi không được chủ tọa đồng ý còn mâu thuẫn với nhiều điều luật, dễ sai phạm. Được biết, việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa còn là quyền của nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai được quy định tại Điều 9, Điều 25 của Luật Báo chí. Mà Luật Báo chí thì có giá trị pháp lý cao nhất về điều chỉnh về vấn đề hoạt động báo chí. Ngoài ra, không phải lúc nào nhà báo ghi âm, ghi hình tại phiên tòa cũng đưa lên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng mà nó còn có thể lưu trữ chứng cứ để diễn biến thực tế sau này. Từ đó, nhà báo chứng minh đã đưa tin đúng sự thật để bảo vệ mình khi cần thiết. Nếu buộc nhà báo phải có sự đồng ý của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trước khi thực hiện việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa dân sự, hành chính, nhất là các phiên tòa đông người, bằng cách hỏi từng người là không khả thi, mất rất nhiều thời gian và phiền toái. Thể hiện quan điểm, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội thì cho rằng đối với những phiên tòa liên quan đến bí mật quốc gia, bí mật quân sự hay án xâm hại tình dục v.v. thì mới cần hạn chế ghi âm, ghi hình. Còn với những phiên tòa công khai, nhà báo được quyền tác nghiệp đúng theo luật báo chí. Qua đó tuyên truyền pháp luật, giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Hay có những phiên tòa, hội đồng xét xử, công tâm, khách quan, tìm ra được sự thật của vụ án, xử đúng người, đúng tội, không gây oan sai, v.v. thì cần phải nhân rộng. Đối với những vụ án mà tòa làm chưa tốt thì cũng cần phải phản ánh để tòa cấp trên xem xét lại. Đây là hình ảnh đề xuất bị chuyên gia chỉ ra lỗ hổng của luật. Ngay cả giai đoạn điều tra vẫn để xảy ra tình trạng bức cung, dùng nhục hình, nhưng đâu phải lúc nào bị can, bị cáo cũng có chứng cứ, chứng minh. Khi đưa ra tòa xét xử công khai mà nhà báo không được hội đồng xét xử cho ghi âm, ghi hình thì lấy đâu ra chứng cứ để chứng minh bài viết đưa ra công luận đúng với sự thật, ông Nhưỡng đã nói. Đấy là những chuyên gia đã lên tiếng, không biết tại Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thuộc hạ như thế nào mà để có những đề xuất trái luật như vậy. Ông Nguyễn Hòa Bình hoạt động trong ngành luật thì lẽ ra ông phải hiểu luật, chứ tại sao lại đưa ra một đề xuất trái luật đến như thế. Có nhiều khán giả giấu tên đã cho biết rằng họ đánh giá ông Nguyễn Hòa Bình là một người mù về luật, bởi họ cho rằng với hành động dùng bằng chứng ngụy tạo được mua ngoài chợ về để ép chết Hồ Duy Hải là bằng chứng cho thấy ông này thiếu kiến thức về luật pháp rất nghiêm trọng, và họ nghi tấm bằng tiến sĩ của Nguyễn Hòa Bình là bằng giả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình bị nghi ngờ là tiến sĩ giấy. Lâu nay, truyền thông vẫn cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình trà đạp lên luật pháp là ý đồ chính trị. Tuy nhiên, có ý kiến bạn đọc lại cho rằng trình độ của Nguyễn Hòa Bình là con số, không qua những sâu chuỗi. Đây cũng là một ý kiến rất có lý. Ông Tổng Trọng cũng cần phải xem xét nguồn gốc tấm bằng tiến sĩ luật của ông Nguyễn Hòa Bình. Nếu không thì ông này sẽ tiếp tục làm oan không biết bao nhiêu thường dân vô tội nữa. Ông Tổng có thấy hay không?